Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi câu chuyện thiện ác của con người qua câu chuyện Bùi Đình Thi và tù nhân Nguyễn Hữu Lễ khi bị dồn vào bước đường cùng, cũng như theo dõi nguồn gốc tựa đề của cuốn sách được cô đọng trong ba chữ "Tôi phải sống" của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và câu hỏi vĩnh viễn không có câu trả lời đã ám ảnh ông suốt đời. Qua phần 20 cũng là phần cuối phỏng vấn đặc biệt của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Chết rồi đó. Tôi kéo sát tiếp đè lên người tôi. Mai là anh Tiếp đã chết rồi tôi mới sống được. Bởi vì sau đó còn cán bộ vô thì Thi nói anh Tiếp chết rồi. Thì thằng cán bộ nó kéo xác nó lên. Thì anh Tiếp đã chết rồi. Chứ nếu anh Tiếp còn sống nó đâu kéo xác đâu thì tôi đã chết rồi. Nhờ anh Tiếp kéo lên tôi thở được. Bởi vì tôi thở hết cửa đông được rồi. Thành ra tôi nói chuyện như vậy đó một cách rõ ràng vậy cho thấy rằng có nhiều người phản đối tôi nói rằng nếu cha nói như vậy đó thì một Bùi Đình Thi có tội chứ Cộng sản không. Chế độ Cộng sản nó dung dưỡng cho Bùi Đình Thi, nó là nguyên nhân chánh, nó là tác nhân. Còn những hành động này đó là hành động tàn ác theo bản chất của Bùi Đình Thi. Là một chuyện. Thứ nhì là người bạn tù khác của Việt Cộng là anh Lâm Thành Văn. Anh ta bị đau nặng, bởi dạ dày nặng, sáng không được. Anh sáng rồi phải mì á. Thì trả chứng cho một ngày một cái bắt cháo được cái nắp của cái nồi và muối. Khi mà gánh cháo lên kỷ luật đó thì Bùi Đình Thi đá cái cháo dần đi. Tất cả này anh Nguyễn Tư Đạt kể tôi từng chi tiết, mình Đạt là người làm vệ sinh mà. Và bắt Văn phải khoa ăn khoai mì, những thứ mà Văn không ăn được. Và có lẽ từ một tuần lễ sau Văn ngồi chết gục trong thù chân cầu trong cùng bởi vì chết đói. Đó là hành động trực tiếp của Bùi Đình Thi. Không cán bộ nào bảo là như nó rồi á. Đó. Thật ra sẵn đây tôi nói luôn á. Khi mà nghe tin Bùi Đình Thi qua Mỹ á, tôi kinh hoàng lắm. Và tôi nghĩ rằng bây giờ không thể nào mình sống được nếu mình không đến trực tiếp mình tha thứ cho anh ta. Bởi vì khi mà nghe Bùi Đình Thi qua Mỹ, anh biết vì sao Bùi Đình Thi hành hạ tôi đến cái độ mà nó còn dài lắm, dài lắm. Lần thứ hai là anh ta đánh tôi. Anh ta đánh tôi chỉ vì anh ta đánh tôi chứ không phải là bộ báo anh ta đánh. Tôi cho là kia khác. Trước tiên là ông cha nghĩ cho tôi cái khăn. Thì nó quánh cha nghĩ tới bời qua đó, nó quánh tôi liệt người chết đi xuống lại gì cái khăn. Sau này tôi cho thằng bạn tù cái áo. Cho nhau cái áo thôi. Bởi vì tôi lúc đó đi cầu tiêu tiểu và xé áo xé quần ra chùi rất chịu khô. Thì thằng Hà thấy áo tốt đẹp nó chơi, cậu cho con đi con đổi, con xin để giá rách cho cậu đi cầu. Mình chẳng suy nghĩ gì cả, cho nó, mình đâu có nghĩ gì đâu. Tới trường thì thắng ở nhà Thi nó lục ra, thấy cái áo đó tại chỗ thằng Hà. Thế là nói thằng cán bộ kia, nó quánh tôi một trận mà tôi té xuống đất rồi. Thôi sắp chết rồi nha, thì tôi mới dùng. Lúc đó bản năng sinh tồn nó dùng vậy đó, tôi nói tôi không thể nào chết lãng thế được. Thành ra tôi mới dùng lên, tôi la lên 3 tiếng mà. Tôi la đến độ mà tôi tưởng tượng là cổ họng tôi vỡ tung ra, máu bật ra. Tôi la 3 tiếng, tôi phải sống, là tên thật sách tôi đó. Tôi phải sống đã 3 tiếng. Tôi phải sống, tôi la cả một núi rừng âm gian. Khi la xong cái bản năng sinh tồn nó dồn lên người mình. Bản năng sinh tồn. Đây là một kinh nghiệm rất lạ lùng nha. Tôi chỉ cảm thấy mình như là một người quá sức là mãnh liệt. Tôi bóp chết một con bò trong tay tôi bằng như con nhái. Và tôi đã hút cái đầu cái bụng đó. Tôi chạy. Và nó rượt theo tôi. May mắn quá tôi vô trong buồng đó. Có cái móng cùm bằng sắt mà. Móng cùm hình chữ U nè. Để mà sỏi sắp ngang, nó may quá tôi chụp nó đứng lên bờ.
thách thức Bùa Thi không dám vô. Nếu ngày đó Bùa Thi vô, chắc chắn là cả hai chúng tôi cùng chết. Tôi nói cách chắc chắn nha. Đỡ nó dùng tôi tới thế cùng rồi, tới điên rồi. Nếu vô chắc chắn tôi đứng lên tôi cầm ống cùm nặng chừng ký rưỡi. Tôi bay xuống tôi đập nát đầu người ta tức khắc. Tức khắc. Bởi vì con người nó dùng thế điên anh ơi. Nhưng mà anh ta khôn quá, anh ta dừng lại. Sau này tôi viết cái thơ tôi cảm ơn anh ta. Tôi viết cái thơ, trong sách tôi có thơ đó mà. Tôi cảm ơn anh rất nhiều, anh đã dừng lại đúng lúc. Bởi vì nếu anh không dừng lúc đó, thì chắc chắn anh sẽ bị vỡ đầu. Còn tôi đó thì cán bộ sẽ bắn tôi. Nhưng cái bắn đó là vấn đề gì, tôi chấp nhận rồi. Thì sau này đó, sẽ có người nghe tên tôi nguyền rủa tôi. Nó linh mục vô tù, không kiềm chế được cơn nóng giận đã giết chết một con chiên tín hữu của mình. Và giáo hội công giáo nhục nhã vì một linh mục vô tù đã xác nhân. Bạn tù tôi, anh em tôi nghe tên tôi là lấy làm xấu hổ. Tôi cảm ơn rất nhiều. Đã dừng chân lại. Anh có đến độ đó, khi mà anh ta không có vô được, anh ta đứng nói một câu thứ hai. Là câu này còn nặng hơn câu trước nữa. Nói đủ mẹ mày để tao giết mày. Cái câu chữ giết anh ta kéo dài. Không tưởng tượng được. Bằng như vậy đó mà tôi đã đến nhà tôi tha thứ. Tôi tha thứ. Tôi bắt tay, hình ảnh tôi còn xét. Nếu mà nó lại quay lên tôi coi cho anh cho coi. Trong máy tôi còn. Và trước mặt tôi anh ta ngồi cái đột xuống này. Tôi hỏi anh Thi. Dĩ nhiên đến đây tha thứ cho anh rồi. Nhưng mà tôi hỏi anh câu này. Một thắc mắc rất lớn. Tôi chưa giải thoát được. Tại sao anh quyết tâm anh giết tôi? Anh là một giáo dân. Tôi là một linh mục. Giữa anh với tôi chưa hề biết nhau bao giờ hết. Vậy tại sao quyết tâm anh giết tôi? Bùa Thi cúi đầu lát lên ngẩng đầu. Không cần nói nữa. Thưa cha, con khó nói lắm. Thì tôi trả lời rằng, nếu anh không nói được tôi không em. Nhưng mà cái sự thắc mắc này sẽ theo tôi xuống mộ. Đến giờ này tôi chưa hiểu được tại sao anh quyết tâm anh giết tôi. Vâng, tôi tha thứ hoàn toàn rồi đó. Thì sau đó rồi đó, thì một số gài báo lại binh vực Bùa Thi, nói rằng tất cả những gì mà anh nói trong tù là sai sự thật, dựng đến câu chuyện, thấy chưa? Buộc lòng tôi phải viết lại toàn bộ câu chuyện, tôi công bố. Bởi vì đây là một cái sự nó không thể sự thật. Thì lúc đó Quỳnh Đình Thắng ở đây nè, Quỳnh Đình Thắng ở đây đó, đọc được bài đó. Quỳnh Thắng mới lấy cái bài đó đem lên để mà đưa ra cho tòa án di trú Bùa Kỳ tố cáo Bùa Đình Thi sát nhân thì không được sống lưng Bùa Kỳ. Thì đó là chuyện của Nguyễn Đình Thắng. Tôi tha thứ rồi, tha thứ hoàn toàn rồi. Bằng chứng là tôi bắt tay nhà cơ mà à, và tôi cũng nhân chứng thì Bộ Di trú phải gọi tôi qua trước tòa làm chứng. Và khi mà anh ra tòa làm chứng thì anh chắc anh hiểu lượng của bác Bùa Kỳ rồi, anh luôn phải biết rồi. Bao giờ anh phải đưa tay lên, anh thề tôi toàn vẹn nói sự thật, nói thật. Phải đưa tay lên thề trước tòa, tôi nói sự thật thì tôi nói thật thôi. Nhưng mà xong hết rồi đó thì tôi kết luận trong tù đó, trong tòa đó thì tòa nhớ cái dạng tháng phải là tôi nói là mặc dù những gì Bùa Thi làm thiệt hại cho tôi quá nhiều, trời ơi thân thể tôi đang hát, nhưng mà tôi nói trước mặt hoàn toàn, tôi nói tôi hoàn toàn tha thứ cho Bùa Đình Thi. Phần còn lại là luật pháp Hoa Kỳ tôi không có quyền. Luật pháp của người tôi không quyền can thiệp. Nhưng nếu mà có biện pháp nào với Bùa Đình Thi đó, thì xin hãy đừng có liên anh ta với gia đình anh ta. Thí dụ đi tù hoặc trở về Việt Nam hoặc gì đó thì xin đừng có liên vợ con anh ta vô tội nghiệp họ, bởi vì họ vô tội, không biết gì cả. Đó là lời tôi xin. Và lời đó bà quan tòa còn cảm ơn tôi. Bà quan tòa cảm ơn cha rất nhiều. Vì câu nói rất là nặng tình người của cha thì họ ghi biên bản đàng hoàng. Đó là câu chuyện. Còn sau đó thì người ta biết á, người ta không có hiểu. Rồi anh biết là cái chuyện mà tôi chửi bới tôi thì nhiều lắm rồi anh ơi. Có cả một số người viết cả cuốn sách chửi là một nguyên lễ nữa. Chứ không phải tôi không biết, nhưng mà anh ơi, con người làm gì cứ làm thôi. Chứ nếu mà làm gì mà tôi sợ người ta chửi, tôi đâu có làm được gì được. Đó là bữa nay có dịp tôi nói rất rõ cho anh biết. Câu chuyện như vậy. Ngoài ra, từ khi tha Bùa Thi rồi á,
tôi sống một cách êm đềm, thoải mái, mà trước đó tôi không sống nổi. Nó ấm ức, nó tính gì thế mà biết cuốn sách tôi viết đó. Tôi viết được 10 năm trời, không phải gì mà quan trọng gì mà viết 10 năm trời. Cái bản đầu tiên tôi viết ra nó còn nặng nề quá, nó còn một sự phẫn nộ quá, nó còn một sự đắng cay quá, chính mình động không được. Tôi mới bỏ cái bản đó đi, tôi lấy tôi viết bản thứ hai. Viết xong vẫn còn thấy nó cái nội giọng văn nó dễ, nó hằng học nó dễ, nó bực dọc. Tôi viết cuốn thứ ba mới ra thì tôi phải sống. Đó là điều. Cảm ơn cha nhiều. Cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, vâng, thôi cảm ơn rất nhiều. Chúng ta có một dài. Nói chuyện cũng thoải mái. Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do VATV thực hiện đến đây là chấm dứt. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sinh trưởng trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Việt Nam trong gần 80 năm qua. Quan niệm đời nặng hơn đạo của ông và quan trọng hơn cuộc sống nặng nề về đời của ông không hề đem ông xa đạo. Linh Mục Lễ đã quyết định đi tu vì muốn đem đạo áp dụng vào đời một cách thực tế. Ông cũng đã tự nhận xét mình là một người tranh đấu và lý tưởng của ông là đem lại cách cực thiện để đối chọi với cái cực ác. Cũng như bao nhiêu người Việt khác trong thế hệ ông, Linh Mục Lễ cũng đã sống hồn nhiên trong cuộc sống từ quê ra tỉnh. Chẳng những thế, ông còn là một kẻ vượt thoát bị bắt và là tù nhân trầm luân theo dòng lịch sử trong gần suốt thế kỷ qua. Linh Mục Lễ đã khẳng định, trước khi là Linh Mục, tôi là một người Việt. Hy vọng qua cuộc phỏng vấn vừa qua thì quý vị có thể nhìn lại lịch sử Việt Nam qua đôi mắt nhân chứng của một người Việt trong cuộc. Và qua cái nhìn đó có thể hiểu rộng hơn về cuộc sống và sự suy nghĩ của một thế hệ đi trước. VATV xin chân thành cảm tạ Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã dành cho đài và quý khán giả một bức tranh khái quát về cuộc đời ông và những giai đoạn lịch sử của thế kỷ vừa qua. Xin chúc ông có những ngày thanh thản và hạnh phúc nhất trong tương lai, để mãi mãi là người đem phúc âm đến đời đúng với giấc mơ của ông. Chúng tôi, Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy xin được kính chào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuộc phỏng vấn khác vào kỳ tới.